Xin chào ngày mới cả nhà. Cả nhà ơi, hôm nay là Hiền đang ngồi kế cái bụi của mấy cái trái mâm xôi của Úc á cả nhà. Thì Hiền chuẩn bị mời cả nhà thu hoạch chung á Hiền. Đây, cả nhà nhìn thấy không? Quá trời trái nè cả nhà. Đây. Có nhiều trái, nhưng mà trái chính á thì Hiền thấy được mấy trái nè, với lại ở bên dưới nữa kìa, cả nhà dưới bên dưới cũng còn nữa kìa. Giờ mời cả nhà thu hoạch chung với Hiền cả nhà ơi. Nó dính quá chừng nè con, mấy trái mâm xôi này nè. Đây cả nhà ơi, cả nhà nhìn thấy không, cái này gai dữ lắm đó cả nhà. Đó, mình tụt cái nó đi là nó chín dữ lắm rồi đó cả nhà. Đây nó ôi đây này, đây này này hả? Ừ, con ăn không hả? À, con nha nha. Ừ, chùm à. Ừ rồi, mẹ hiểu rồi. Đây đây trái này nữa đó cả nhà. Để nhìn coi có còn trái chín ở cái khúc này không. Cả nhà thấy không? Đâu thấy đỏ nữa hả cả nhà ha. Ừ đủ rồi hả con? Đây, ôi trời ơi. Có trái nó chín quá, nó thăng thiên luôn rồi cả nhà. Nó khô quá rồi. Mà mấy cái này nè là nó bị gai dữ lắm nha cả nhà. Gai dữ lắm luôn, hái phải cẩn thận. Gai nó đâm. Đây cả nhà nhìn thấy không? Ui cha. Trái này chắc Hiền lấy cái rổ qua quá. Đây nó rụng xuống nè cả nhà thấy không? Nó sẵn sàng nó rụng xuống luôn nè. Trời ơi, nhìn đẹp hết cả nhà ha. Để Hiền xem còn trái nào không. Ủa cái trái đó nó khô rồi cả nhà ha. Chín mà khô luôn rồi bà Hiền ơi. Trái này nè, trái này mới rụng nè. Rồi bao nhiêu đó đó cả nhà, hôm nay là được bao nhiêu đó trái chín. Ở bên đây có mấy cái cây măng tây thì chuẩn bị thu hoạch cả nhà ơi. À, nó cũng hơi cao nhưng mà không sao, mình ăn khúc non không có sao hết trơn. Thì đã từng thu hoạch những cây cao rồi, giờ chuẩn bị mời cả nhà thu hoạch mấy cây măng tây chúng Hiền. Đây nè cả nhà ơi, Hiền sẽ cắt mấy cây măng tây này. Ui trời, đây chưa cắt mà nó đã hy sinh rồi nè. Trời ơi, cao quá chừng cao cây măng tây. Rồi còn mấy cây này nó nhỏ hơn, thôi Hiền sẽ chừa lại cho nó phát triển tiếp hết cả nhà ha. Đây Hiền thu hoạch hai cây bự, trời nó chà bá lửa luôn má ơi. Ô cây này nè, cây này ăn cũng được. Ui cả nhà nghe không, nó tự lên luôn. Ở đây có một cây nữa này cả nhà. Ok ok, đây 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 nè cả nhà, cái giống mâm xôi này nhìn nó rất là lạ, mời cả nhà ăn chúng Hiền cả nhà ơi. Đây trái này, trái này là Hiền mới hái. À, để Hiền sẽ cho cả nhà xem gần hơn ha, nó gì nè cả nhà. Đó xong rồi, cái trái bên trong nó khá là mập luôn á, bên trong nó là gì lạ ha cả nhà ha. Cái này lạ mà cái khía của nó thì nó cũng lạ so với những cái trái mầm. Đây cả nhà nhìn thấy không, cái khía của nó cũng lạ hơn so với những cái mầm sâu bình thường. Mời cả nhà ăn chung Hiền. Nó ngọt, nó hơi có một chút chua chua một chút thôi, sao nó hơi có gì đó giống chôm chôm đó thôi, là lạ quá. Đây cái này ngọt hơn cái này chua. Cái này cả nhà thử cái này hả cả nhà. Đây trời ơi, nhìn nó lạ quá cả nhà ơi. Lần đầu Hiền mới ăn cái giống mâm xôi nè. Nó thì gan. Gan. Nó ngọt, nó chua chua, nó có cái vị riêng. Hiền thấy sao nó hơi giống cái vị của chôm chôm, trái chôm chôm mình á. Ngộ vậy. Thêm trái nữa hả cả nhà ha. Em ơi không không có hứng thú. Ăn không?
Con thử không? Hiền đủ em quốc ăn mà em từ chối rồi cả nhà. Em hỏi gì vậy? Em hỏi mẹ là Việt Quốc hả? Hiền nó không phải Việt Quốc, không chịu ăn à? Đây. Nó có những cái hạt nhỏ nhỏ, mình nhai là nó giòn lớp lớp vậy. Cái quả này ăn khá lạ. Hồi nãy Hiền quay Hiền đào đậu phộng á, cả nhà mà không biết cái máy bị gì á mà mình bấm quay mà nó không quay. Hiền đào được cái 1 nè, 2 nè, 3 nè. Trời ơi, được tới 3 cục đậu phộng luôn má ơi. Với lại ăn cục này nữa nè. Trời ơi, xúc động dễ sợ luôn cả nhà, gì ăn sao hết. Thôi à, cái đậu phộng là Hiền trồng nó cái lúc đó là ngay mùa đông á, cho nên Hiền nghĩ nó không thuận mùa á, cho nên sau này để thử lại lần nữa xem sao. Đây nhìn mắc cười ha cả nhà ha, coi như mấy này là để đem làm hộp trồng lại với cả nhà. Vậy thôi đó cả nhà, trời ơi, đậu phộng của bà Hiền nè, trồng trái mùa thích ghê luôn. Đây là cái bụi khoai môn của nhà Hiền. Thì Hiền không biết là nó có củ không, Hiền muốn đào thử xem ở xung quanh có củ không, cũng khá tò mò. Đến giờ chưa có trồng khoai môn lần nào, đây là lần đầu Hiền trồng. Không biết củ nó ra làm sao cả nhà, không thấy gì trơn trời. Hay là nó cần thêm thời gian, không thấy gì trơn. À, củ này của gì vậy? Củ khoai môn á hả cả nhà? Ôi nếu nó là củ khoai môn thì nó chưa sẵn sàng rồi, nó có chút tẳng vậy. Thôi để lại tiếp. Đào sao cả nhà ơi, đào sao nôn quá đi kiếm thử. Bên này có mấy trái cà chua bi, cái trái này Hiền không biết giống gì luôn nữa, để Hiền ăn thử. Mời cả nhà ăn thử chúng Hiền. Nó ngọt mà nó thơm. Để Hiền lại đút éo quịch. Ngon. Ngon không? Thiệt ngon ha, ăn nữa không? Mày hái nữa. Ngon quá chừng luôn á, ngọt ngay luôn á. Hoa kè. Ờ rồi đây mày hái cho. Hiền sẽ hái tiếp cái mớ cà chua bi cho éo quịch. Cái mớ này cho trái rất thường xuyên. Mấy trái nào mà kem á là nó rất là ngọt nha cả nhà. Càng kem là càng ngọt. Đây coi coi đây. Ừ con. Hả? Mẹ không biết ý con là nói gì nữa. Đó. Trời ơi nhiều quá. Ồ ghê. Ui ở bên đây thấy có một trái ở đây nữa nè cả nhà. Cái này cam quá chừng nè. Tiếp tục cả nhà ơi. Trời ơi trái gì mà thấy ham ha. Ra chùm chùm vậy. Trồng mấy cái cà này nè cả nhà, mình cũng phải tỉa nó thường xuyên lắm á cả nhà. Tại vì nó nó cũng cái gì vậy vậy? Nhiều quá ha. Nhìn nè, mẹ hái cho con nè. Ôi đừng rớt, đừng rớt. Trời rớt mất tiêu. Mới nói đừng rớt cái nó rớt. Trời kỳ. Rớt một trái cà thiệt bự luôn á. Oh dear. Mẹ xin lỗi. Đây. Trái này ha cả nhà ha. Ui da, bên đây. Trời ơi bên đây đã quá nè. Ủa. Ok. Trái này. Hai hồi cái nó đầy tay cả nhà ơi. Cái cà này là nó ngọt gì mà nó ngọt như kẹo vậy cả nhà. Ừ butter vừa hả con ha. Dạ. Ôi eo quýt một chùm ở dưới đây mà mấy không rè mấy không hay nè. Trời ơi một chùm nè cả nhà, tốt nó ra luôn. Mấy cái này nó siêu ngọt luôn á. Bì đã quá. Bên đây là cái cây ớt habanero của ông xã Hiền nè. Nó của ông xã Hiền chứ Hiền trồng cho ổng á. Có trái mình thu hoạch luôn cả nhà, đem vô cho ổng ăn.
không biết vài bữa nữa nó có bự lên không. Cả nhà nhìn thấy không, trái bắt đầu ra to to hơn rồi đó. Đây nè, nhặt trái cả nhà xem nè, to hơn rồi nè cả nhà thấy không. Cái mùa nó ấm lên cái trái nó to hơn rồi đó. Thấy trên đó kìa, trái thấy heo quá chừng luôn. Đây, ha ha ha. Ui dồi, quá đã cả nhà. Đây, không biết còn nữa không. Có trái nào cam là hiền nhất hết. Ở bên trong còn trái nữa cả nhà. Hồi nãy giờ không biết được mấy trái ha. Đó, cây này là hôm trước nó lớn trước. Cây này bắt đầu nè, bắt đầu ra trái rồi nè. Đây, mấy trái này bắt đầu to hơn rồi đó. Được mấy trái ta? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 18, 9, 10. Đúng 10 trái luôn á trời. Bên đây là cái cây cà chua bi, ố quên, cà chua to nè cả nhà. Cái này là ông xã Hiền, ông hỏi là còn cà chua nữa không, hái cho ông thêm nữa. Vô đây ông làm súp cà. Thì bà Hiền sẽ hái vô tiếp cho ông. Trời, có trái chín nó rụng xuống dưới kìa. Mấy cái trái này nhìn nó ngộ ngộ quá cả nhà ha. Nó nhọn nhọn nè. Bốn trái. Ừ mẹ nghe rồi. Bên đây còn nữa nè cả nhà. Hôm nay Hiền cũng hoạch được mớ cà chua với cà chua bi. Đó. Trái này biết sao nó nứt ha. Mình làm luôn đi. Trời ơi trời. Trời ơi, ở bên đây lại thấy cái cây cà này nè. Mấy trái này là cà chua bi. Nó đỏ quá, Hiền hái luôn. Trái này còn hơi xanh, Hiền sẽ để lại. Để Hiền ăn thử cái trái cà chua đỏ này cả nhà, cà chua bi đỏ này nè. Nó ngọt ngọt, chua chua. Rất là nhiều thịt. Cái vị nó khác so với cái trái cà chua bi cam. Mời cả nhà thu hoạch mớ rau má chung với Hiền cả nhà. What's your lamb, right? Yeah, what's your lamb do? Nhiều quá chừng cả nhà ơi. Yeah. Hiền hái mớ vô. Xay ủ. Nói hôm nay xay ủ hết. Mê vậy sợ mê. Hôm trước á, thấy nó rụng mất rồi cả nhà. Giống như không thấy nó phát triển nữa. Cái tự nhiên cái vợ phát triển lại mừng quá chừng. Cái rau má này nè, hái cái lúc mà da lá nó to quá thì nó sẽ hơi có bị nhẫn nhẫn. Còn cái lá cỡ gì xay uống là ngọt lắm cả nhà. Thì luôn luôn thích uống rau má. Ở bên đây á thì không có xay với đậu xanh. Đây là miếng ngâm á cả nhà. Cứ vô và cái xay với sữa là xong xuôi. Chùm nữa. Mình sẽ hái thêm mớ nữa. Đây cả nhà ơi, hái sơ sơ được mớ rau má quá chừng luôn rồi nè. Cái này là dư xay uống rồi. Tối hôm nay Hiền sẽ xay này cho hai vợ chồng uống. Cả nhà ơi, hôm nay thì hai mẹ con Hiền làm cái video này nó cũng dài rồi. Hiền cảm ơn cả nhà ủng hộ gia đình Hiền. Và hẹn gặp lại cả nhà vào video sau. Chúc cả nhà có một ngày mới thiệt vui. Tạm biệt.